Vậy là Vinhome Vũ Yên đã chính thức ra hàng và thuyết âm mưu của tôi ở video trước có vẻ chưa được chính xác lắm nhỉ. Mà lần này Vinhome có ra hàng sớm hơn cả dự định nữa cơ. Mời quý vị và các bạn có tham khảo giá bán trong đợt đầu tiên mở bán và tất nhiên là chúng ta cùng xem các phương án ở trên thực địa rồi. Phân khu Golfland Block GL01 có hai căn số 25 và 26, giá 17,8 tỷ mỗi căn là hai căn biệt thự song lập diện tích đất 180m2, diện tích xây dựng là 399,6m2, có 3 tầng, phía trước là đường Golfland 1, phía sau là view ra sân golf. Shop mặt đường Hạnh Phúc HP417 có giá 22,3 tỷ đồng. Có 4 tầng trên diện tích là 151,8m2, diện tích xây dựng là 483,6m2. Nằm cùng với block này có căn shophouse HP353 có giá 13,7 tỷ, diện tích là 90 m2, cũng 4 tầng và diện tích xây dựng là 272 m2. Cùng nằm trên trục đường Hạnh Phúc nhưng cùng phân khu Miabi, căn số hào HP 524 và 536, mặt trước là đường lớn mà sau là biển nước mặn, có thông số như sau. Diện tích đất là 100 m2, diện tích xây dựng là 379 m2 cao 5 tầng có giá bán 13,7 tỷ mỗi căn. Shop house mặt đường tương lai thì có cặp TLA 5658 và cặp TLA 116118. Con đường này thì có số căn đánh chẵn một bên lẻ một bên. Đây là những căn 5658 sẽ là những căn cạnh nhau. 116118 thì cũng tương tự như vậy. Diện tích bằng nhau là 90 m2, xây 3 tầng. Diện tích xây dựng là 219,5 m2. Giá bán lần lượt cho căn 56 là 11,5 tỷ, và căn 58, 116, 118 bằng nhau với giá 11,4 tỷ đồng. Mặt trước là đường lớn để thuận lợi kinh doanh, mặt sau là view sân golf, mặt sau của hai căn 116 và 118 gần hồ nên có thêm điểm nhấn về cảnh quan nữa cơ. Cũng trong phân khu Miyabi, một căn shop house song lập mặt đường tia sáng, mặt đại lộ lớn sẽ là cái đường mà nối với cầu Nguyễn Bình Khiêm trong tương lai có giá là 17,3 tỷ. Diện tích đất là 140 m2, diện tích xây dựng là 297,8 m2. Trong phân khu biệt thự Miyabi xịn sò thì có một căn là MI1238 một căn song lập có diện tích đất là 252,9 m2, diện tích xây dựng là 321,7 m2 với 4 tầng có giá là 22,6 tỷ đồng. Tuy nhiên căn này lại nằm ở một miếng đất top hậu nên tôi đánh giá nó cũng không được cao lắm. Giá bán trên chưa phải là giá bán cuối cùng, chúng ta sẽ có những chính sách và những ưu đãi trong đợt đầu tiên mở bán. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến việc đầu tư tại Vinom Vũ Yên thì có thể liên hệ với quốc trưởng bất động sản để nhận được những thông tin và những phân tích cực kỳ chi tiết nhé. Vẫn còn rất nhiều các phương án để cho quý vị và các bạn lựa chọn. Thân mến, chào quý vị và các bạn.